Xin kính chào các anh chị, cô chú đã tham gia báo cáo chiến lược năm 2023 cũng như báo cáo chiến lược cuối năm 2023 của AZFIN Việt Nam. Thì trước tiên thay mặt cho AZFIN Việt Nam thì Phục muốn gửi lời cảm ơn đến các cô chú, các anh chị đã đồng hành cùng AZFIN Việt Nam trong một năm vừa qua. Và thứ hai đó là xin chúc mừng các cô chú, các anh chị đã đồng hành sâu sát và có được một cái thành quả rất cao trong cái báo cáo chiến lược năm 2023 vừa qua. Và hôm nay thì đại diện cho AZFIN Việt Nam thì Phục sẽ tổng kết lại cái báo cáo chiến lược năm 2023 cũng như có những định hướng đến cái báo cáo chiến lược năm 2024 đến với quý cô chú, anh chị để có thể đưa ra những cái tham khảo cho các quyết định đầu tư hiệu quả của mình. Trước tiên thì tổng kết báo cáo chiến lược thì AZFIN Việt Nam cùng với cô chú và các anh chị đã giải ngân bắt đầu tính từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tức là tối ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy rằng đầu tiên là về cái hiệu quả đầu tư của báo cáo chiến lược là đạt 31,4% so với index đạt có 9,7%, tức là chúng ta tính từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến 15 tháng 12 năm 2022. Về các cái con số ở đây, đúng không ạ? Các con số ở đây thì AZFIN cũng đã cùng với cô chú và các anh chị có lệnh mua nào, lệnh bán nào, ra sao, gửi toàn bộ 100% lên group của chúng ta. Và cái điều này chúng ta cũng không cần phải nói thêm nữa, đúng không ạ? Và cũng rất là hay là năm nay rõ ràng thì cũng không ai có thể phản nàn hay trao đổi gì về cái việc lợi suất này cả, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng rằng là AZFIN Việt Nam đã đưa ra đồng hành cùng quý vị, anh chị và các bạn một cách rất đầy đủ, rất là bài bản. Và trước mỗi lệnh mua bán thì đều gửi cho quý các anh chị, cô chú chụp tài khoản gửi cho chúng ta. Thế do đó là bớt được một cái khâu rất nhiều trong cái việc là chúng ta đưa ra những cái tranh luận, tranh cãi về việc lợi suất có đạt hay không, đúng không ạ? Và kết quả này là công khai, minh bạch và rõ ràng nhất chúng ta đều thấy. Và để đạt được cái kết quả kinh doanh rất tốt này thì cái báo cáo chiến lược 2023 chúng ta đã cùng xác định với nhau đó là tập trung vào định giá. Bởi vậy cho nên là AZFIN Việt Nam cũng đưa ra cái danh mục ban đầu là 10 mã với cái định giá thấp chỉ bằng nửa VN Index. Thì hiện nay cái danh mục này định giá cũng rất thấp, với PE chỉ 6,5 lần so với thị trường lên đến 13,3 đến 13,7 lần. PB bằng có 1,2 lần so với thị trường hơn 1,6 lần. Chỉ số ROE bằng 19% so với thị trường có 12%. Về cổ tức thì của danh mục này thì nó cũng cao gấp khoảng 3 lần so với thị trường. Thì từ cái đó tạo ra được cái kết quả kinh doanh tích cực như thế này đối với chúng ta. Như vậy có thể thấy rằng việc danh mục có cái lợi suất gấp hơn 3 lần so với chỉ số và cao hơn 21,7% so với chỉ số là một kết quả gọi là vượt mong đợi của AZFIN Việt Nam, và át hẳn cũng vượt mong đợi của quý cô chú và các anh chị. Tiếp theo thì có 7 mã chốt lời đây. Thì thực ra về cái khối lượng thì anh chị cô chú đều biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì AZFIN do là cũng gọi là có một số anh chị em muốn công bố ra bên ngoài cho nên phải che đi cái khối lượng. Còn thực tế thì khối lượng các anh chị cô chú đều nhận được hết rồi, đúng không ạ? Ví dụ MBS là mã chốt lời được đầu tiên vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, giá vốn 11.700 và bán 18.000, đúng không ạ? Hà Đô là cổ phiếu thứ hai vào ngày 12 tháng 6, bán được 38.2 và giá vốn là 30. Và ngày 21 tháng 6 năm 2023 thì là bán được Hòa Phát, giá vốn 17.1 và bán được 24.55. Rồi là Phước Hòa ngày 12 tháng 7 thì giá vốn là 38,25, bán được 52,2. FRT thì giá vốn là 57,566 và bán được 76.3. Rồi ORS giá vốn 15,2 thì bán được 18,5. Đúng không ạ? FPT thì giá vốn là 6,456, bán được 97. Đúng không ạ? 96,97. Đó thì đấy chính là 7 mã chốt lời và được thay thế bằng 7 mã mới. Thì đây chính là cái tổng kết lại sơ qua một chút đối với các anh chị, cô chú tham gia báo cáo chiến lược của chúng ta.
Tiếp theo vậy thì cũng có rất nhiều các cái câu hỏi về cái việc báo cáo chiến lược 2024 sẽ như thế nào. Thì ở đây thì AZFIN xin chia sẻ về cái quan điểm báo cáo chiến lược 2024, đúng không ạ? Thì về cơ bản báo cáo chiến lược 2024 của chúng ta sẽ được công bố ngày 20 tháng 12 năm 2023. Đó. Đối với các anh chị cô chú tham gia thì nội dung của báo cáo chiến lược 2024 đầu tiên là đặt cái tiêu chí đó là đón cơ hội phục hồi của thị trường chứng khoán, và cái tiêu chí cốt lõi tiếp theo đó chính là cổ tức cao, kỳ vọng tăng trưởng cũng mạnh, tức là cổ tức cao và tăng trưởng mạnh đó. Hàm ý ở đây là phòng thủ cũng tốt mà tăng trưởng cũng tốt. Vậy cụ thể là gì? Cụ thể là chỉ số PE thì AZFIN Việt Nam vừa mới hoàn thành xong cái báo cáo chiến lược 2024 vào ngày 15 này, 15 tháng 12 này, và đợi đến ngày 20 để công bố thôi. Đó là chỉ số PE của danh mục là 6,7 so với VN Index 13,7 lần. Chỉ số PB là 1,2 lần so với PB của thị trường là khoảng 1,67, 1,7 lần. Chỉ số ROE của danh mục là 18% so với thị trường khoảng 12%. Tỷ suất cổ tức tiền mặt là 4,9% so với thị trường khoảng 1,5%. Số lượng cổ phiếu là 10 cổ phiếu trong danh mục. Ngoài ra thì xin cung cấp thêm những cái thông tin khác. Đó là trong 10 mã này thì đều là 10 mã đầu ngành của thị trường, của các ngành cả, của 6 ngành, đầu ngành của các 6 ngành. Thì đầu ngành đây không hẳn là chỉ vị trí số 1 mà là trong top đầu ngành luôn. Có lợi thế cạnh tranh mạnh. Và đặc biệt cái tăng trưởng kết quả kinh doanh của các cái cổ phiếu trong danh mục tính trung bình khoảng hơn 100% so với việc dự báo kết quả kinh doanh của thị trường chứng khoán tăng khoảng độ 20% năm 2024. Như vậy có thể thấy rằng báo cáo chiến lược 2024 sẽ vượt trội hoàn toàn so với tình hình chung của thị trường chứng khoán. Từ đó kỳ vọng rằng năm 2024 có thể là năm thứ tư liên tiếp AZFIN công bố công khai có cái kết quả hiệu quả vượt trội so với VN Index. Thì trước khi đến với cái việc đó thì AZFIN cũng chia sẻ thêm 2021 thì báo cáo chiến lược của chúng ta đạt 70 mấy phần trăm ấy, 72, 73% gì đó so với index khoảng 35, 36%, như vậy gấp 2 lần và gần cao hơn gần 40%. Năm 2022 là báo cáo chiến lược là âm 9,3% so với thị trường âm khoảng 25, 26%, như vậy là cũng vượt trội khoảng độ 15, 16%. Và 2023 này như anh chị cô chú vừa thấy đạt 31,4% so với thị trường là có 9,31 đúng không ạ, 31,4, và so với thị trường có 9,7, như vậy cao hơn tới 21,7%. Và 2023 thì AZFIN cũng 2024 thì AZFIN cũng rất kỳ vọng có thể lại là một năm vượt trội tiếp theo, bởi vì cái việc lựa chọn cổ phiếu như gửi thông báo với quý cô chú và anh chị như trên đó là vượt trội hoàn toàn so với VN Index. Và về lâu về dài thì AZFIN mong muốn rằng báo cáo chiến lược này sẽ chính là một cái kim chỉ nam, chính là một cái nền tảng để hỗ trợ quý anh chị cô chú có thể đồng hành cùng thị trường chứng khoán lâu dài, nhằm mục đích là có hiệu quả vượt trội hơn so với thị trường. Còn nếu mà thị trường chứng khoán mà vô cùng khó khăn, lỗ lớn thì báo cáo chiến lược cũng khó có thể nằm ngoài cái việc lỗ đó, và chúng ta cố gắng là cứ vượt trội index. Thì khi vượt trội index thì chia sẻ với anh chị cô chú thì chúng ta sẽ là những người nằm trong top 1, 2, 3% dẫn đầu của thị trường chứng khoán. Tuy nói từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 chỉ số VN Index tăng 9,7%, nhưng nếu chúng ta trừ đi cái phần vốn bỏ lãng phí, trừ đi lãi margin, trừ đi phí giao dịch chứng khoán, trừ đi phí trả trung tâm lưu ký, trừ đi phí trả sở giao dịch chứng khoán, trừ đi thuế đóng cho nhà nước và trừ đi rất nhiều các cái chi phí khác nữa, thì thực tế các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán năm qua nếu đạt được cái lợi suất đâu đó khoảng độ 5 đến 6% đã là mức trung bình rồi. Và danh mục của chúng ta đạt 31,4% là đã trừ toàn bộ phí thuế thì là một cái kết quả vô cùng vượt trội. Còn quay lại với báo cáo chiến lược 2024 thì đó là ngành ngân hàng cũng sẽ chiếm 4%. Bán lẻ ở đây gồm rất nhiều các loại bán lẻ nhé, chứ không chỉ là trang sức bán lẻ, điện máy điện thoại là 20%, hàng tiêu dùng 10%, bất động sản khu nghiệp 10%, bất động sản 10%, chứng khoán 10% và tiền mặt AZFIN để 0%. Thì đấy chính là cái báo cáo chiến lược 2024. Và anh chị cô chú mà có đăng ký cái báo cáo chiến lược 2024 thì
cũng chỉ còn vài ngày ưu đãi đến ngày 18 tháng 12 thôi. Thì hãy đăng ký ở trên trang web bccl.azfin.vn hoặc là QR code ở trên màn hình. Và xin chúc cô chú anh chị có một năm 2024 đầu tư đầy thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại ở báo cáo chiến lược 2024.